Và thưa các anh chị, chính điều này, chưa thấy một đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên không lao động, mà lớn lên lại có cái tâm của con người. Các chị thấy không ạ? Một tâm. Và tất cả những đứa trẻ không lao động thường lớn lên không trưởng thành và không có trí tuệ. Ví dụ con nhà giàu thôi, mà nó không làm cái gì, có đến 60 tuổi người nó vẫn đơ đơ như đứa trẻ mà. Xong mình khen nó trẻ mãi không già, thế thì sinh ra làm chó gì? Cuối cùng ngày hôm thì nói thật nhà em không có gì có điều kiện, chả bất giờ phải nghĩ trẻ mãi không già thì sinh ra để làm gì, đúng không ạ? Mẹ nếu mà vậy thì con lợn, đến tôi thấy con lợn là nó khoảng tạ, con nó bơn mở chả nhắc nhau có gì cả. Nhờ lúc nào cũng trắng bát trẻ mãi không già. Thế thì bản chất là người nó phải sinh lão bệnh tử, nhưng cuối cùng cái đích cuối cùng là phải làm được cái này và để nâng được cái gì ạ? Nâng được tuệ. Và trong doanh nghiệp rất cần văn hóa này, cho nên bọn văn hóa doanh nghiệp bên tôi là chúng nó nào đâu suốt cả ngày cả đêm, mỗi lần lao động của nó ra nó đang phát triển trí tuệ, nó đang tiến hóa, nó phải thế. Vậy lao động chính là gì ạ? Tiến hóa. Cho nên Bác Hồ bảo là gì ạ? Lao động là gì nhỉ? Vinh quang. Mấy người Việt Nam bảo ăn hoa không làm bôi sướng. Đấy. Cho nên các anh chị hãy cho con mình nó lao động từ gì? Từ bé. Đây chính là nhân đạo. Còn nếu cho con mình ăn chơi, và tôi thấy sự dã man của số anh chị ở quê lên trong nuôi con học đại học cũng chả thu đời, không cho con nó đi làm thêm, chỉ học học và học. Ngày xưa bố mẹ đã khổ rồi, chứ mày cứ học đi, mày cứ để đấy bố lo, con ơi đừng rửa bát học hết móng tay, mày cứ lạy thầy. Xong rồi nhiều bà mẹ thằng con nó học lớp 12 ấy, mà bây giờ nó to như con trâu, ấy nó phải 80 cân, bà mẹ 50 cân, ngồi cái xe máy cứ chở con đi đánh bóng thế này. Nhớ ăn sáng con nhé. 18 tuổi đầu thì con vất vả, vất vả nhớ ăn sáng con nhé. Tôi thấy phục bà mẹ. Các chị có nhìn thấy hiện tượng cái nhiều không? Nhưng họ cứ tưởng họ tốt với con họ. Đấy là do vô minh. Nhưng mà bảo họ vô minh, họ quả cho mình vô minh luôn. Biết là thế nhưng mà mình nín lắm. Nín đi tuần ơi. Thế nên ngày xưa là cánh khổng minh cũng biết phải để đâu để cuốn ấy. Nó nghĩ là nín đi. Vấn đề vô râu nó định nói, còn vô râu nó không nín được. Là sứ mệnh của chúng ta là vậy, sứ mệnh của con người sinh ra để tiến hóa, mà tiến hóa là tiến hóa về cái gì ạ? Không, về tâm. Tiến hóa tâm. Nhưng muốn tiến hóa tâm thì cái gốc phải là tiến hóa về gì ạ? Về tuệ. Mà muốn tiến hóa về tuệ là phải nào? Đấy, các chị nhìn thấy không? Vậy sinh ra chính là để nào động. Cứ lao động là có trí tuệ. Có trí tuệ thay đổi tâm. Cứ để ý thôi nha. Thằng nào có nhiều tiền, lao động nhiều ấy, nó sáng tạo trí tuệ nó lên, nó có nhiều tiền, tâm nó tử tế, ngày phú quý sinh lễ như thế này, bắt đầu biết biếu xén người này mấy đồng, người kia mấy đồng, bắt đầu lên chùa làm từ thiện, nó quấn tay làm bàn hết cả lên, bắt đầu mặt mũi sáng sủa, đi đâu nói năng là nó khác thay đổi. Đấy, còn thằng nào mà trí tuệ cũng làm anh đủ ăn, bắt đầu là gì, tranh chấp sân si, nửa đồng cũng tranh chấp, có đúng không anh chị? Thấy ngay mà. Thế cho nên là phải lao động. Nhưng mà nếu tùy từng tầng bậc, nếu trí tuệ bị thấp, mình lao động mình tạo ra ít phước thì mình cũng phải tạo gì? Ít nghiệp. Tức là nếu mình tạo ra 10 triệu một tháng mà ngày nào cũng tạo nghiệp giết một con gà thì chẳng mấy chốc đời mình cũng thành gà đói cái vay tiền mà.
Nhưng nếu mình làm được 10 triệu mà mình tiêu 3 triệu. Tôi lấy ví dụ anh nào đang làm 10 triệu mà tiêu 11 triệu. Mặt tối rồi. Anh nào đang làm 10 triệu tiêu 8 triệu mặt nó rạng hơn rồi. Đấy, nhưng mà anh nào làm 10 triệu chỉ tiêu 3 triệu thôi. Mặt mũi nó sáng sủa lắm. Đi đâu nói năng nó cũng ngạc hoàng. Đấy, góp tiền họp lớp họp tiếp lần cứ đến hẹn lại lên, không vấn đề gì. Nhưng nào 10 triệu tiêu 11 triệu đi họp lớp trốn. Các chị có thấy rõ không nhỉ? Đây là 10 triệu. Vậy thì phước nhiều thì gì? Mình mới được một chút là tiêu được nhiều một tí. Còn nếu phước bóng mỏng thì gì? Tiêu ít. Thì là tự nhiên là tổng cái phước còn lại là vẫn gì? Vẫn còn nghiệp đơn còn lại là vẫn dương. Các chị dùng vào cuộc sống nó ăn làm ngay thì không có gì đâu. Không làm được 5 triệu mà nào quần áo đẹp, rồi xe đẹp, rồi nói đẹp. Cuối cùng nó khổ. Thế thì đấy là sứ mệnh. Vậy thì từ đây buổi sau chắc tôi phải nói một chút về cái việc làm sao để nó sinh khởi trí tuệ, hành vi trong cuộc sống. Nhưng mà từ đây thì chúng ta mới giải thích cái câu chuyện là vậy con người có số không các anh chị? Có. Số chính là điểm xuất gì? Xuất phát khi sinh ra. Chúng ta có cúng si căn hoán số được không ạ? Không. Mổ đẻ có thay đổi được số không? Không. Ước vật còn tạo nghiệp. Đúng không? Đủ 9 tháng 10 ngày chui ra khỏe. 9 tháng đã mổ bố nó rồi. Ra sớm qua ước vật rồi chết oan đi. Ê. Cúng. Cúng bái có giúp mình thay đổi được cuộc sống không? Không. Anh nói tôi chuyển các cơ quan, không cơ quan nào tôi cúng ấy. Đến đây tôi có cúng đâu. Đấy anh làm đi. Ta cúng cúng qua thằng nào? Vì tôi biết nó làm gì qua thằng nào. Nhưng mà nếu bọn sale nó bảo thầy ơi phải cúng em mới đi thì có cúng không? Có. Vì nó cần tín rồi. Bởi vì nếu mà nó không thắp làm cho nó cái bát hương nó cúng ấy mà nó chốt sale không được nó quay sang nghĩ ngay, tức là cái tư tưởng nó không thông ấy, nó không cúng bái gì cả, cho các cụ phạt cho. Tất cả là tại thằng Tuấn này, Tuấn này bắt đầu tất cả khoảng 50 thứ nó bảo tại thằng Tuấn này là vô tình thành nghiệp chưa, lại nghiệp lại thấy đau khổ. Vì vậy nó có một cái phần nó gọi là từ bi hỷ xả. Nhưng để học được cái từ này khó lắm. Tôi nói là chị thế nào gọi là hỷ? Hỷ vô lượng tâm tức là vui gì? Vui trong niềm vui của người khác. Nhưng tôi hỏi các chị, nhân viên của mình nó vui với chị có vui không? Có vui cả mắt. Vậy thì khó nhất là anh chị nhìn thấy tầng bậc của nó, nếu nó là chó, nó là chó, chó kiến, mà nó khôn như béc dê, thế thì thấy nó là béc dê mình đã phải gì? Phải vui chứ. Đây cũng là tiến bộ đến lên đến béc dê các mình chửi. Tuy nhiên mày vẫn là chó thì con mà. Tất nhiên nó cụt hết hơn. Tức là nhân viên nó đang rất ngu mà nó chỉ cần tiến bộ một tí mình có vui không? Phải vui chứ. Nhưng đa phần làm sao? Mẹ mới làm được có một lô đất là tí vi mất hết cả hơn. Vậy khó nhất là nhìn thấy chó phải biết là chó nó ở tầng bậc đấy và vui cùng tầng bậc của gì, của chó. Nhìn thấy người ăn cắp trước đây một ngày nó ăn cắp 4 lần, bây giờ nó ăn cắp 3 lần, nó có tiến bộ chưa? Vui trong niềm vui với thằng ăn cắp. Khó đấy. Tại sao con chó nó ngu không bao giờ mình chấp mà vợ nó ngu chấp luôn? Vì không bao giờ vui trong niềm vui tầng bậc của vợ. Vì mình định vị vợ mình nó là người thông minh bằng mình. Còn chó nó là chó cho nên mình mới có niềm vui của chó. Vì chó nó có hình tướng của chó. Thế thành ra là mình vui trong niềm vui của chó. Cho nên về nó nhảy lên nó quấn quyết phấn khởi cuối cùng ngoài cứ tắc đậy. Để in ta cởi quần áo ra nó bật hết lên. Có đúng không nhỉ? Đấy là vui trong niềm vui của chó. Nhưng nếu vợ nó không rửa chân tay mà nó cứ tăng động vậy em, ông có đánh không?
Tiếp định vị nó là gì? Khôn như mình. Nhưng mà thực ra trong người nó cũng có cấp độ mà. Người ngu người đỡ ngu, người trung bình, người khôn mà. Thế thì nếu mà thấy bạn mình ngu mà mình phải vui trong niềm vui của người ngu chứ. Thì đấy gọi là hỉ vô lương tâm chứ. Mà mọi người có chung không ạ? Học cái đấy khó. Vấn đề là ông định vị được thì ông mới thấy vui. Có đúng không nhỉ? Thường mọi người nhìn thấy hình tướng thì mọi người mới chấp nhận. Chứ mọi người không, cho nên tôi không nhìn vào hình tướng đó mà tôi nhìn vào tâm thì tôi chấp nhận được. Ví dụ tâm tôi tham, mày ngày xưa nó tham như chó, mà bây giờ nó đỡ tham đi hẳn, thế là mình thấy vui không? Vui. Nhưng nếu mà mình nhìn vào hình tướng nó là người mà nó vẫn còn tham một tí, mình vẫn chửi mà. Bao nhiêu năm gặp lại nó mà nó vẫn tham, bắt đầu sinh ra ghét nó. Mà tôi cứ hiểu không ạ? Vậy ngày xưa nó tham 10 mà bây giờ nó tham 2, có vui không? Ui, cùng niềm vui của nó đi. Đấy là cái khó, nó vĩ đại. Không, nhưng mà dẹp nên nó sẽ ra thì chỏng bút dâu ấy. Bạn là sinh viên sắp ra trường, bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn. Business Chu, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiến hành giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. Business Chu giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm từ 1 năm hoặc trên 1 năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn. Hotline tư vấn trực tuyến 0986776622. Business Chu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.